Làm thế nào để split token GoSplit? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách split token GoSplit. Trước khi bắt đầu split trong Smart Wallet, bạn cần chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Wallet, còn nếu không hãy cập nhật ứng dụng. Chúng tôi cũng xin nhắc rằng, đồng Smart được sử dụng làm phí gas trong tất cả các giao dịch với Antima. Để thực hiện tất cả các giao dịch, bao gồm cả các giao dịch splitting, bạn phải có ít nhất 5.500 Smart trong ví của mình. Sau khi cập nhật, hãy rút token GoSplit từ trang cá nhân DAFIU bằng cách sử dụng hướng dẫn tương ứng trên kênh của chúng tôi. Sau đó hãy mở ví của bạn và chọn GoSplit GLS từ danh sách các token có sẵn. Một màn hình sẽ mở ra với thông tin chi tiết về số dư và lịch sử giao dịch của bạn. Bạn cũng sẽ thấy nút splitting trên màn hình. Hãy nhấn vào nó. Trên màn hình sẽ hiển thị như sau. Hãy xem xét riêng từng mục mà bạn nhìn thấy trên màn hình. My GoSplit, số lượng token GoSplit trong số dư của bạn. Total Supply GoSplit, tổng số lượng token GoSplit trong blockchain. Daily Reward, số lượng token Antima hàng ngày được phân chia giữa những người nắm giữ GoSplit. Cousin Block, hiển thị khối hiện tại trong blockchain. Final Block, hiển thị khối cuối cùng trong giai đoạn halving hiện tại. My Estimate Reward, giá trị gần đúng của phần thưởng cho tất cả các split có thể tham gia splitting. Để tìm hiểu xem token nào đã sẵn sàng cho splitting, hãy đi tới phần Split Detail bằng cách nhấp vào My GoSplit. Bạn sẽ thấy số lượng token GoSplit để tính toán phần thưởng. Xin lưu ý, ngoại trừ giao dịch đầu tiên, các giao dịch token GoSplit tiếp theo được tính toán phần thưởng cho đến khi yêu cầu phần thưởng, claiming, được tiến hành cho các token này. Tức bạn sẽ nhận được phần thưởng cho số lượng token đã tham gia splitting trước khi có giao dịch mới đến. Những token không tham gia splitting sẽ không xuất hiện trên màn hình này. Trên đồng hồ bấm giờ, bạn sẽ thấy thời gian nhận thưởng còn lại. Khi token hoặc các token đã sẵn sàng cho splitting, bạn sẽ thấy chúng chuyển sang màu xanh. Để quay lại phần splitting, hãy nhấn vào mũi tên phía trên bên trái màn hình. Tại đó, bạn có thể yêu cầu phần thưởng từ blockchain nếu token GoSplit của bạn đã chín muồi cho việc này. Để yêu cầu phần thưởng, hãy nhấp vào nút Claim Reward. Một màn hình xác nhận splitting sẽ xuất hiện. Tại đó bạn sẽ thấy những thông tin sau. Số lượng token GoSplit sẵn sàng cho splitting. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu Antima cho một GoSplit. Total Supply Split, tổng số lượng token GoSplit trong blockchain. Network Fee, cảnh báo về hoa hồng trong Smart, nó có thể lên tới 10.000 Smart. Nếu bạn có ít Smart hơn trong số dư của mình, yêu cầu phần thưởng có thể không được blockchain thực hiện do thiếu năng lượng theo yêu cầu của hợp đồng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên nạp dự trữ số dư Smart của mình. Hãy xác nhận yêu cầu phần thưởng bằng cách nhấp vào Confirm. Bạn sẽ thấy thông báo rằng phần thưởng đã được nhận thành công. Chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành lần payout mới sau khi kết thúc thời gian chờ đợi hoàn tất token, ngay trước khi claiming. Qua đó, sau quy trình claiming phần thưởng, bạn sẽ ngay lập tức thêm token mới vào yêu cầu thưởng tiếp theo. Nếu bạn có thắc mắc về splitting trong Smart Wallet, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chúng tôi xin hân hạnh giúp đỡ bạn.